Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh WeCook cùng nhà bếp nha. Hôm nay WeCook sẽ giới thiệu tới cả nhà món chè rất là nổi tiếng ở Việt Nam, rất là thơm, rất là ngon, rất là béo, đó là món chè bưởi. Đó, ăn rất là bùi bùi sực sực, thơm thơm, cùng nước cốt dừa béo béo. Trời ơi, quá tuyệt vời trong những ngày hè các bạn nhé. Món chè đặc biệt ăn nóng cũng được nè, ăn lạnh cũng được các bạn nha, rất thơm và ngon nữa. Rồi chúng ta cùng thử món chè này nha. Ok, rồi, chúng ta sẽ có nguyên liệu là một trái bưởi da xanh các bạn nha. Đó, rất là đẹp luôn, da rất là mịn luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rửa trái bưởi và chúng ta sẽ bắt đầu gọt các bạn nha. Mình sẽ gọt trái bưởi, cắt bỏ phần cùi đi. Rồi, sau đó mình sẽ cắt khứa thành 4 hoặc 6 vết. 6 vết khứa mà mình sẽ lột cắt từng cái vỏ bưởi bên ngoài các bạn nha. Đó, để mình bỏ những cái phần đắng đắng các bạn. Sau đó mình sẽ cắt ra, mình sẽ bỏ luôn cái phần bên trong. Mình chỉ giữ cái phần nào mà nó nằm ở giữa cái phần vỏ với phần ruột á. Nó sẽ rất là ngon mà không bị đắng các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ lột một cái phần vỏ bưởi ra. Là phần vỏ bưởi này mình đã lột bỏ phần vỏ xanh rồi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra, mình sẽ cắt cái phần mà nó dính cái phần bên cái phần sơ bên trong các bạn nha. Đó, thì mình sẽ bỏ luôn. Đó, để mình giữ được cái phần giòn nhất có thể các bạn nha, mà bỏ luôn cái phần những cái mịch xinh xanh á, dính cái vỏ là bỏ luôn các bạn nha. Đó, sau đó mình sẽ cắt nhỏ cái hạt lựu ra, mà sau đó mình sẽ ngâm nước muối bạn nha. Ok, và cuối cùng mình đã có được một khay vỏ bưởi đã xử lý phần nước phần đắng và mình đã cắt hạt lựu các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một thao nước và mình sẽ cho khoảng cỡ 50g muối vào các bạn nha. Đó, thao nước được khoảng tầm 1 lít rưỡi các bạn nha. Đó, 1 lít rưỡi và mình sẽ cho cái phần bưởi mình đã cắt hạt lựu vào mình để mình ngâm các bạn nha. Ngâm khoảng tầm 2-3 tiếng hoặc lâu hơn cũng được các bạn nha. Đó, cho ra bớt chất đắng đi các bạn. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình bóp và mình xả nước, bóp và xả nước liên tục cho các bạn nha. Khoảng cỡ 5-7 lần cho nó hết đắng là ok. Ok, và sau khi ngâm xong mình sẽ bắt đầu mình sẽ bóp bắt cái vỏ phần vỏ bưởi bạn nha. Đó, nó tẩy cái bớt phần nắng thì mình sẽ bỏ một cái khay. Sau đó mình sẽ lấy một thao nước mới rồi mình sẽ chả ngược cái phần vỏ bưởi vào và mình ngâm, sau đó mình sẽ xả lại nữa. Đó, ngâm xả 5-7 lần vậy đó, thế nào mà hết đắng là ok các bạn nha. Ok, trong khi chờ cái phần ngâm cái phần vỏ bưởi, mình sẽ chuẩn bị cái phần đậu đã ngâm từ 3-4 tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ hấp cách thủy cho chín các bạn nha. Đó, mình hấp khoảng tầm 15 phút á, kiểm tra hạt chín là ok. Rồi, đó, xong cái phần đậu xanh rồi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua lại cái phần vỏ bưởi nha các bạn nha. Rồi, vỏ bưởi sau khi đã ngâm 3-4 tiếng rồi thì bây giờ mình sẽ bắt ra các bạn nha. Bắt ráo ra, mình chuẩn bị trộn với nước sôi các bạn nha. Về nồi nước sôi ấy, thì mình sẽ nấu một cái nồi nước riêng rồi mình sẽ cho lá dứa vào tạo mùi thơm.
Thì khi các bạn mà lấy cái nồi này mình trụng á, thì nếu các bạn nằm thích cái vị nước chè, cái vị đắng đắng nhẫn của mùi thơm của bưởi á, thì có thể dùng cái nước này để mình nấu cái chè nha. Còn bạn nào mà không thích cái mùi đắng á, thì có thể bỏ cái nồi khác các bạn nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần vỏ bưởi vào thôi. Ok, vỏ bưởi mình đã trụng sôi các bạn, đắng nó đã ra hết rồi đó. Thì cái nồi nước này sẽ có vị đắng đắng nhân nhận các bạn nha. Nếu bạn nào mà ăn được cái vị chè đắng mà có mùi thơm á, bưởi thì có thể dùng nước này để mình nấu nước chè nha. Còn không mình có thể dùng một nồi nước mới các bạn nha. Rồi ok, mình hớt ra và mình cho vào nước lạnh để mình sốc nhiệt, tạo độ giòn cho cái vỏ bưởi các bạn nha. Rồi, vỏ bưởi sau khi mình đã cho vào khi nước lạnh thì bây giờ mình sẽ vớt ra và mình sẽ cho cái đường vào để mình trộn chung các bạn nha. Cho vỏ bưởi thấm đường vào, nó sẽ rất là ngọt các bạn nha, rất là ngon luôn. Cái nguyên liệu làm chè bưởi chúng ta có đầy đủ các bạn nha, là chúng ta sẽ có khoảng 200g vỏ bưởi đã ngâm đường, 100 đến 150g đậu xanh đã nấu, bạn xanh hạt đã nấu rồi đó, và cùng với 200ml nước cốt dừa, cùng với 150g đường phèn và 50g bột năng các bạn nha. Đầu tiên thì chúng ta bắt sẽ sên cái phần vỏ bưởi các bạn nha. Rồi, vỏ bưởi đã ngấm đường, bây giờ mình sên cho nó khô lại. Sau đó mình sẽ rắc bột năng lên các bạn nha. Ok, và vỏ bưởi đã khô ráo các bạn. Bây giờ mình sẽ rắc bột năng vào từ từ các bạn nha. Để bột năng tạo thành một cái lớp màng bên ngoài, khi mình sẽ trụng với nước sôi sẽ tạo một cái lớp bên ngoài, khi mình ăn sẽ rất sực sực, rất là ngon các bạn nha. Đó, cũng năng đều các bạn, vừa đắt vừa đảo đều các bạn nha. Theo mình sẽ chuẩn bị một nước sôi và mình sẽ cho vỏ bưởi đã áo một lớp bột năng vào, rồi mình sẽ trần cho nó chín, mình sẽ vớt ra các bạn nha, và mình sẽ tiếp tục ngâm nước sôi nữa là xong cái phần vỏ bưởi các bạn. Bây giờ mình nấu chè và mình cho bưởi vào xanh giờ xong các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu chè nào. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi và mình sẽ cho nó dưới và mình nấu chùm các bạn nha. Đó. Bây giờ nó cái phần nước nước đá dứa này đã rất là thơm rồi, bây giờ mình sẽ bắt đá dứa ra và mình sẽ cho cái phần đường phèn vào mình nấu lên. Bạn nào muốn ngọt thì cho đường phèn nhiều nha, sẽ thơm hơn nha. Còn bạn nào không có đường phèn thì chọn đường cát cũng được các bạn nha. Rồi, khi mà đường đã sôi hết thì mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái chén bột năng. Đây là bột năng mình còn dư các bạn, sau khi mình đã áo các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho nước vào mình trộn sẵn. Thì khi nào mình nấu hết xong hoàn toàn thì mình sẽ cho vào để mình tạo cái độ sánh cho cái phần chè các bạn nha. Ok, và cái phần nước đường đã tan hết các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đậu xanh vào. Sau đó mình sẽ cho phần vỏ bưởi vào,
mình sẽ khoe đẹp các bạn nha. À. Tiếp theo mình sẽ cho một ít cái hương hoa bưởi vào bạn nha, để tạo mùi thơm hoa bưởi các bạn. Nên bạn nào không có cũng sao, nếu có sẽ rất là thơm. Nếu mình ngoài tiệm đó nó cho đi xíu thôi, một hai giọt các bạn nha, rất là thơm luôn đó. À. Rồi bây giờ mình sẽ tạo độ sánh bằng cái phần bột năng nữa là xong các bạn nha. À, các bạn có thể bột sắn thế bột năng cũng được, rất là ngon các bạn nha. À, trong cái bài mà chè được hương hoa bưởi mình dùng bột sắn đó cũng ngon các bạn. Đó là xong cái phần chè, bây giờ mình sẽ làm phần nước cốt dừa nữa là xong các bạn ơi. Ok, và mình sẽ cho cái 200ml nước cốt dừa vào một cái nồi. Và mình sẽ bật lửa lên, lửa vừa vừa các bạn nha. Mình sẽ nấu nóng cùng với 100g đường. Đó, sau đó cùng mình cho thêm một chút bột năng nữa là xong cái phần nước cốt dừa. À, rồi bây giờ mình chuẩn bị ra món thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ múc chè ra để mình trang trí các bạn nha. Thì cái món chè này á, mình phải trang trí theo kiểu giống như kiểu cà phê cappuccino các bạn. Đó, mình sẽ tạo hình và chéo và mình sẽ dùng tâm dùng que để mình tạo hình hoa văn các bạn nha. Đó, hoặc là tạo hình tròn cũng được. Đó, mình sẽ trang trí các bạn xem rất là đơn giản thôi nha. Đó, đây là cách đầu tiên mình sẽ tạo hình từng những vệt xéo nha. Mình sẽ cho cái nước cốt dừa đã tạo độ sánh các bạn, đó bột năng này đó, bây giờ mình sẽ cho vào một cái hũ nhựa kiểu hũ tương ớt các bạn, rồi mình sẽ vẽ hình chéo, hình gọi là hình gấp khúc các bạn, đó. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái que để mình tạo thành những cái vật hoa văn thôi, rất đơn giản thôi. Rồi đối với hình tròn cũng vậy, đây đối với hình tròn cũng vậy, mình cũng vẽ luôn nha, vẽ như kiểu hình sáng ngóc các bạn, đó, vậy hình tròn sáng ngóc. Sau đó mình sẽ dùng cái tâm hay cái que để mình kéo từ trong ra ngoài, từ ngoài trong là xong cái hình hoa văn rất đẹp các bạn nha. À, chỉ nó rất là chuẩn luôn, rất là đẹp mắt luôn các bạn ơi. Tên 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 tên, cả nhà ơi nhìn có đẹp không nào, quá tuyệt vời nha cả nhà nha. Đó, với món chè thơm ngon từ hương bưởi, đó, ăn cùng bùi bùi của đậu xanh giòn giòn của gió bưởi và nước cốt dừa béo béo, trời ơi ăn kèm với đá lạnh nữa thì rất tuyệt vời trong những ngày hè các bạn nha. Hoặc nào các bạn nào ăn không ăn lạnh thì ăn nóng cũng rất tuyệt vời, rất ngon luôn. Rồi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món chè bưởi này nhé. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.